Thưa quý vị, Nghị định 79 của Chính phủ đã mở ra cơ hội có một không hay cho người dân Đà Nẵng còn nợ tiền đất tái định cư, được hưởng chính sách rất ưu đãi khi trả nợ. Tuy nhiên, thì từ ngày 1 tháng 3 năm 2021, chính sách ưu đãi này sẽ không còn. Như vậy là chỉ còn hơn 2 tháng nữa thôi, thì những ai còn nợ tiền đất tái định cư phải nhanh chóng trả nợ. Nếu để mất cơ hội này, người dân sẽ phải trả nợ tiền đất theo giá thị trường. Giải tỏa vào năm 1997, bà Đặng Thị Hà được thành phố cho nợ gần 44 triệu đồng tiền đất tái định cư, quy ra vàng 98. Sau 23 năm, vừa qua bà Hà đã trả nợ với số tiền gần 100 triệu đồng, giảm gấp nhiều lần so với quy định trước đó. Năm 97 thì coi như là cái đất này á là giải tỏa, rồi họ cấp lại cho gia đình mình một lô đất, là với cái đất mình là đất lộ 1 là 650 một mét vuông, thì nhân cho 67 thì nó ra gần 44 triệu. Nhưng mà trong thời gian từ năm 97 đến bây giờ thì cũng không có cái điều kiện để mà gửi cái tiền đất vào ngân sách nhà nước, thì hôm nay là được có cái chế độ là 79 của chính phủ ra, là coi như là những người dân như chúng tôi hiện nay là đã gửi được cái tiền đất vào cho ngân sách nhà nước. Thì cái sự mà chính sách của chính phủ như thế này là rất là ưu đãi cho những người như chúng tôi có đủ điều kiện để mà hoàn trả. Nghị định số 79 của chính phủ về thu nợ tiền sử dụng đất tái định cư là một trong những đề xuất của thành phố Đà Nẵng và đã được chính phủ chấp thuận nhằm tháo gỡ tiền nợ đất tái định cư của người dân. 2.000 hộ dân Đà Nẵng được hưởng lợi từ chính sách này. Trong quá trình triển khai thực hiện, gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc phức tạp do hồ sơ, giấy tờ trước đây của nhiều trường hợp không đảm bảo về pháp lý. Tuy nhiên, bằng trách nhiệm trước người dân, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có 2 lần thông qua nghị quyết vào đợt giữa năm 2020 và tại kỳ họp thứ 16 vừa qua để giải quyết những khó khăn cho người dân trong việc trả nợ tiền sử dụng đất tái định cư kịp thời theo quy định của Nghị định số 79 CP. Đồng thời, chính quyền thành phố cũng đã dành 250 tỷ đồng đưa vào ngân hàng chính sách xã hội cho người dân vay để trả nợ với lãi suất 4,8% một năm trong thời hạn 10 năm. Trên địa bàn quận Quân Sơn ấy, thì có 351 cái hồ sơ nợ về đất tái định cư. Trong đó là thuộc diện 79 ấy. Tuy nhiên là đến bây giờ là chúng tôi theo cái chỉ đạo của thành phố trên cái tinh thần quy định của chính phủ ấy, thì chúng tôi cũng làm các cái thủ tục là thông báo thông tin để chúng rồi tổ chức như là gửi cái thông báo đến tận từng gia đình. Thì tính đến hôm nay á là còn người ta họ đã đánh làm trả nợ và chỉ còn lại là 22 trường hợp nữa. Mới đây nhất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã ký văn bản số 8338 quy định mới nhất nhằm giải quyết vướng mắc thu nợ tiền sử dụng đất tái định cư theo nghị định số 79 của chính phủ, theo hướng tạo điều kiện tốt nhất cho người dân trả kịp nợ. Hiện các quận huyện tiếp tục rà soát, phân loại những hồ sơ còn lại chưa đủ pháp lý để đề xuất hướng giải quyết, đặc biệt là những trường hợp mua bán phiếu đất tái định cư bằng giấy tờ viết tay và đã làm nhà ở ổn định trên thửa đất đó. Thì theo quan điểm của tôi về vấn đề này á, thì thành phố cũng nên cho phép là cái người mà hiện trừ có nhà ở đó, người nghĩa là người mua lại bằng giấy viết tay á, được làm thủ tục để nộp tiền sử dụng đất để được hưởng cái chính sách này. Sau đó người ta họ có đơn cam kết, đồng thời á, nghĩa là có đơn cam kết là người ta họ nộp cho chủ cũ và họ sẽ tìm chủ cũ. Sau khi mà tìm được chủ cũ rồi, họ sẽ ra liên hệ với ban giải phóng mặt bằng để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển quyền là theo quy định. Theo nghị định số 79, hộ gia đình cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1 tháng 3 năm 2016 mà chưa thanh toán thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2021. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2021 trở đi, những ai còn nợ tiền sử dụng đất chưa thanh toán sẽ phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ. Như vậy, số tiền nợ phải trả rất cao, gấp nhiều lần hiện tại. Vì thế, người dân cần gấp rút phối hợp với các cơ quan chức năng để sớm hoàn thiện hồ sơ trả nợ tiền đất tái định cư
kịp thời trước ngày nghị định hết hiệu lực. Cơ quan chức năng cũng cần tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc phát sinh để tạo điều kiện cho người dân trả nợ.